Hello hello cả nhà, hôm nay là ngày mà vị chú tham dự cuộc thi Miss Global mà anh Thành Kim Lịch đó mà vị chú đến mà bất ngờ gặp hai mẹ con từ Texas, cũng là một trong những fan hâm mộ của vị chú mà cô bé rất là xinh. Hai mẹ con giới thiệu nha. Dạ, xin chào mọi người và fan vị chú Việt TV. Em tên là Ngô Hải Văn Ngân và là tên Charlotte Ngô. Và mọi người cảm ơn mọi người đã xem video và rất là vinh hạnh được phỏng vấn bởi anh. Cảm ơn. Rồi, dạ. Ok. Em đạt giải Miss Global năm 2019 đúng không? Dạ, em đạt giải Miss Global 2019 September. Dạ. Rồi em qua đây em thấy thời tiết Cali như thế nào? Dạ, em rất là thích Cali. Dạ. Mà nói chung là em rất là thích nước Mỹ. Dạ. 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 Đây là lần thứ mấy em qua Cali? Dạ, lần này là lần thứ hai. Dạ. Em sống ở Houston, Texas. Ồ. Dạ. Ok. Rồi em có thể chia sẻ bí quyết cho các bạn nữ làm sao mà giữ gìn sắc đẹp mà được đạt giải cuộc thi và truyền bá được cái văn hóa của con gái người Việt, sắc đẹp của mình và giúp cho cộng đồng không? Dạ, thì em xin phép chia sẻ là con gái mình đó là ngoài sắc đẹp mà còn có trí tuệ nữa. Nếu mà sắc đẹp của mình chỉ dựa vào thôi là không có mạnh, mà mình nên là trau dồi kiến thức mình nhiều hơn, tại vì đây là thời đại công nghệ 4.0. Dạ, đúng rồi. Dạ. Yeah. Vì đó em cũng học được nhiều rồi, em hả lên mạng em tìm kiếm cách làm đẹp đúng không? Đúng rồi. Nếu đúng mà rồi. Mình lên đó mình có nhiều kiến thức. Hiện giờ là em học ngành gì? Dạ, em tốt nghiệp phải không? Dạ, em mới tốt nghiệp ở Đại học Houston. Tên là University Houston. Và em tốt nghiệp năm 2021 December. Đây cũng mới đây thôi. Và ngành của em là Management Information System. Đó là quản lý công nghệ thông tin đó. Thì em có thể chia sẻ các bạn trẻ có nên tham gia cho cuộc thi này và có những cái gì để giúp đỡ cộng đồng không? Dạ. Em. Dạ. Như em ngày xưa em 19 tuổi và em đạt giải là em đã cũng trải qua những cuộc thi và mình có kinh nghiệm để mình trau dồi bản thân của mình. Và sau đó mình dạy và tự tin nhiều hơn. Dạ. Dạ. Và kết nối được nhiều người bạn và những người rất là giỏi. Cảm thấy là rất là tốt, nên là các bạn nên là tham gia và tự tin. Rồi, cảm ơn em nha. Để anh này anh chụp hình nha. Dạ. Trong thời gian quay phim anh đi chụp đi. Rồi. Lưu lại chút xíu. Hai người đi. Lưu lại nữa. Dũng bất ngờ nghe hai mẹ con của chị nói là biết vị trí chú. Đây là cuộc thi Miss Global của anh Thành Kim Lợi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem nha.